chào. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào phần tập luyện của tuần thứ 5 và tuần thứ 6. Bài tập cardio hôm nay các bạn sẽ kết hợp bài động tác tay trong bộ môn cable và phần cơ chúng ta sẽ tập vào phần chân dưới, mông và đùi. Các bạn nhớ khởi động trước khi bước vào phần tập luyện chính. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bước vào phần tập luyện chính. Tại chỗ 2 2 3 2 4 2 3 4 5 6 kết hợp đánh tay trái 4 5 6 7 đổi tay phải 1 2 2 2 đổi tay trái lần nữa 1 2 2 2 đổi tay phải 1 2 giữ nhịp. Lần thứ hai chúng ta sẽ bước nhảy co gối mỗi chân 8 lần. Chân trái chuẩn bị bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7, đổi chân phải. Hít thở đều 3, 4. Đổi chân trái 1, 2, 2, 2. Lần nữa chân phải 1, 2 6, 7. Bước nhỏ tại chỗ. Chuẩn bị lên thứ 3, xoay qua phải, đá chân trái ra trước, bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 đổi chân phải 1 2 3 4 đổi chân trái 1 2 3 4 đổi chân phải lần nữa 1 2 giữ nhịp. Cho nên ta sẽ nhảy tắt kiểm chân. Bắt đầu hít thở đều, kết hợp quay tay 1 2 đổi bên, đổi bên lần nữa. Chạy bước nhỏ. Động tác cuối chuẩn bị. Nhảy đặt gót từng chân. Phải, trái, phải, trái. 5, 6, 7, bắt đầu. Phải, trái. Tiếp tục. 2, 2. Chuẩn bị liên tục. 1, 2, phải, trái. 2, 2. 3 2 4 2 chạy bước nhỏ hơi thở. Lần cuối cùng chạy tăng tốc 4 hướng trước ngang sau trước. Chuẩn bị bắt đầu chạy nhanh về trước, di chuyển sang phải, lùi ra sau, ngang trái, tiếp tục bước lên nha. Bước sang phải, lùi ra sau, sang trái, lần cuối nhanh tại chỗ. 4 3 2 rồi bước hít thở đều. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tập xong phần cardio. Ta đang cho luyện tập phần cơ thân dưới, mông đùi. Tư thế chuẩn bị, chân mở rộng sang ngang, 8 nhịp sang ngang, bắt đầu nhún. 1 2 căng đùi, 3 4 5 6 7 giữ lại ngang. Nào xoay sang phải, nhún vôi trái sau, 1 2 8 nhịp 5 6 7 8 giữ lại, trở về trước sang ngang, cố gắng đừng đứng lên,
vẫn giữ khuỷu gối. Tiếp tục lần 2. 5 6 7 8 giữ lại, kéo căng cơ đùi. Khuỷu gối, xoay người qua trái, nhúng gối phải, bắt đầu. 8 7 6 5 4 3 2 1 giữ lại. Xoay ra trước. Y như vậy chúng ta thực hiện 4 nhịp liên tục, bắt đầu. 1 2 3 xoay phải. 1 2 3 trở về trước. 1 2 3 xoay trái. 1 2 3 giảm 2 nhịp. Trước trước quay. Về trước. Sang trái. Ra trước. Sang phải. Ra trước. Lần nữa sang trái. Ra trước giữ lại. 4 3 2 1. Rồi. Động tác tiếp theo chúng ta sẽ tập phần mông đùi sau với tư thế quỳ. Ok. Chúng ta sẽ chống hai khuỷu tay. Siết chặt cơ lưng bồn. Nào. Chân phải co gối. Duỗi thẳng ra sau. Căng mông đùi sau. Ta thực hiện 12 lần. Bắt đầu. Duỗi. Co. Duỗi. Co. Hít thở đi. 4. Tập trung vào mông đùi phải. 4 lần nữa. 9. 10. 11. 12. Và giữ lại, siết chặt mông đùi sau. Lần thứ 2, hạ chân lên xuống. Bắt đầu. 1. 2. Cố gắng đừng thả lỏng chân. 3. Tiếp tục siết mông đùi phải. 4. 5 6 7 hít thở đều. 8 9 10 11 12. Nhịp cuối nhấc lên giữ lại, siết chặt cơ. Lần thứ 3 là cố gắng giữ cơ đùi trên cao. Chậm thôi. 4 2 3. Rồi, cố gắng giữ đùi lại, đừng hạ cơ đùi. Tiếp tục duỗi cao. 3 lần nữa, cố gắng lên. Lần cuối cùng. Giữ lại. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện động tác đổi bên. Chống khí tay. Chân trái chuẩn bị co duỗi. Siết chặt mông đùi trái, bắt đầu lên. 1 2, co duỗi chân cao. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lần nữa. 12 giữ mông đùi chân cao, siết chặt cơ. Lần thứ 2, lên xuống thẳng, bắt đầu xuống lên. 12 lần. Cố gắng nâng mông đùi cao. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Giữ lại, siết chặt mông đùi. Lần cuối cùng, cố gắng lên. Co duỗi. Co duỗi. Cố gắng giữ cơ đùi trên cao, đừng hạ xuống. 5 2 6 2. Tập trung vào phần mông đùi. 4 lần nữa. 9 10 11 12. Và giữ cao. Cố lên, 4 nhịp nữa. 3 2 1. Rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tập xong phần cơ, mông đùi và phần tổ hợp cardio kết hợp vài động tác tay của bộ môn thể bộ để đạt được hiệu quả và phù hợp với thể lực của từng bạn. Chúng ta sẽ lặp lại tổ hợp 1, 2 hoặc 3 lần trong suốt buổi tập. Và đừng quên phải căng cơ thả lỏng trước khi kết thúc buổi tập các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.